sẽ ra cổng vào. Chúng ta đến với trận bán kết của Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đang thi đấu. Đây là trận đấu thứ nhất, điểm số không đều, còn ngoài nữa rồi. Ở trận đấu này thì mình vẫn cảm giác là đội vợt Nhật sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên thì với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của các khán giả thì hy vọng Thùy Linh sẽ có một chiến thắng. Chém rất hay. Nhật nó thủ lại đặt lại của ai. Đấy, em Nhật chân ngắn nhưng mà chạy bóng. Ui giời. Ép cầm. Bên Nhật đánh rất bình tĩnh, Thùy Linh không kém, chúng ta thấy rất hay. Xin lưu ý là mọi người không được sử dụng đèn flash ở trong sân thi đấu. Xin cảm ơn. Số 12-9. Thủ rất ly. Thank you.
14-16. Cứu được rất hay, kịp không? 17-14. Điểm 98.
19, 16. Thank you.
Điểm 93. Ừ. Điểm 13-14. Một đường cầu khá dài. Rất chính xác. Rất bền. Mười bốn đều. Cẩn thận đẹp chéo. Rồi. Em ơi, lùi một chút cho anh đấy.